Với suy nghĩ bảo toàn những giá trị tài sản mà cả đời tích góp, gây dựng cho con cháu mà hủ tục kết hôn giữa anh chị em trong gia đình hay trong dòng tộc vẫn xảy ra tại một số dân tộc ít người, trong đó có dân tộc Cờ Ho, huyện Lạc Dương. Để bài trừ được hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng giống nòi, phụ nữ thôn Liên Trang, xã Đà Nhiêm, huyện Lạc Dương đã thành lập câu lạc bộ nói không với hôn nhân cận huyết thống và bước đầu đã làm chuyển biến nhận thức cũng như hành động của hội viên. Nếu như những thập niên trước, việc dường vợ gả chồng cho con cháu của người Chin, người Cơ Ho của tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Lạc Dương nói riêng đều do cha mẹ quyết định, thì nay tập tục này đã có nhiều thay đổi, kể cả việc kết hôn giữa anh chị em trong dòng tộc. Sự thay đổi này cơ bản là do thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số ngày nay được trang bị kiến thức về hôn nhân qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua trường học và qua cả những người mẹ, người chị trong gia đình. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ nói không với hôn nhân cận huyết thống của phụ nữ thôn Liên Pông, xã Đà Nhiêm như thế này trong hơn một năm qua cũng góp thêm tiếng nói để bài trừ hủ tục kết hôn cận huyết thống trong người dân tộc Chin ở Lạc Dương. Những thế hệ như chúng tôi, anh em con cô con cậu lấy nhau vẫn xảy ra, nhưng bây giờ con cháu chúng tôi không kết hôn như thế nữa, các con đi học ở xã, ở huyện và kết hôn với những cái người khác xã, khác huyện nên không con cô con cậu không lấy nhau nữa. Chọn chủ đề cho từng đợt sinh hoạt câu lạc bộ xung quanh các vấn đề về tác hại của hôn nhân cận huyết thống, giải đáp các vấn đề liên quan đến hôn nhân, đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhất là sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình. Cho đến nay, tình trạng hôn nhân cận huyết thống tại Liên Bông chỉ còn rải rác. Trong năm 2015, không có tình trạng anh chị em là người trong dòng tộc lấy nhau. Cũng có nghe truyền về hôn nhân gia đình, về hệ thống. Cũng từ cái ngày tháng mà tham gia câu lạc bộ tuyên truyền về công việc đó thì có thể là nhân viên cũng hiểu. Hiếu cũng làm theo từ khi năm ngoái cho đến năm nay, thấy trong thôn Liên Bông thì không xảy ra. Mình phải tập trung các chị em trong thôn và trong các đồng viên của mình, và là mình đi đâu hoặc là gặp thì mình cũng là tuyên truyền họ, và là nếu trong nhà đó có ý định thì là mình đến trực tiếp và làm tư tưởng cho chị em. Với gần 80% là dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, sinh sống theo tập tục mẫu hệ. Hơn lúc nào hết, vấn đề tuyên truyền về tác hại của hôn nhân cận huyết thống trong đời sống xã hội, đặc biệt được phụ nữ huyện Lạc Dương quan tâm. Đây cũng là một trong những trách nhiệm trong nâng cao chất lượng nòi giống cũng như chất lượng dân số cho người dân địa phương. Hội phụ nữ huyện có chỉ đạo hội phụ nữ xã và chọn địa bàn thôn Liên Bông để xây dựng câu lạc bộ không có hôn nhân cận huyết thống, với cái mong muốn là khi thành lập được câu lạc bộ như thế thì để sau này thế hệ trẻ không phải mắc những căn bệnh mà không mong muốn. Mình tích cực tuyên truyền, mình tìm những tài liệu, mình tìm những cái thông tin để khi mình tuyên truyền để họ nhìn, hội viên nhìn thấy được những cái mặt trái của hôn nhân cận huyết thống đó, để họ thấy được cái đó thì họ tránh. Xã Đà Nhiêm hiện có trên 840 hộ dân sinh sống, trong đó tỷ lệ hộ thuộc diện nghèo đa chiều còn cao với 47%. Thôn Liên Pông của 207 hộ người dân tộc Chin cũng nằm trong khó khăn chung ấy. Tuy nhiên, với quyết tâm cải thiện chất lượng cuộc sống để xây dựng nông thôn mới, các tổ chức chính trị xã hội đã và đang thực hiện nhiều mô hình, nhiều hoạt động khác nhau, từ xóa đói giảm nghèo đến nâng cao dân trí, bảo tồn các giá trị văn hóa của người Chin. Mô hình nói không với hôn nhân cận huyết thống của phụ nữ thôn Liên Pông nằm trong mục đích đó, để vận động người dân tiến tới bài trừ hôn nhân cận huyết ra khỏi đời sống xã hội, góp phần nâng cao thể trạng, tầm vóc và trí tuệ người Việt Nam trong tương lai. Khuyến khích, cổ vũ niềm đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.